Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh đồng hồ Kim Đồ Cũ, kênh chuyên giao lưu và giới thiệu về những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2023. Cửa hàng Kiên tiếp tục giao lưu và mang đến cho các bác lô đồng hồ cơ cổ chính hãng. Mời các bác cùng theo dõi video nhé. Và mẫu đồng hồ đầu tiên mang đến cho các bác ngày hôm nay, Entenamatic 3000, chiếc đồng hồ máy cơ tự động mỏng nhất đầu tiên trên thế giới này. Được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60 và Entenamatic đã trở thành biểu tượng của những chiếc đồng hồ cơ tự động siêu mỏng cũng như là hàng cao cấp của Thụy Sĩ. Đó. Em này thì form rất là sang các bác nha, màu mặt trắng, cọc số trải tia và có một ô cửa lấy góc 3 giờ này. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Form cực mỏng luôn các bác, một bộ máy tự động với form rất là mỏng như thế này. Nốm zin nguyên bản và em này dây khóa cũng là dây zin luôn nhé. Dây zin của Entena. Chiếc này sẽ có chiều ngang size mặt 34 này. Chiều dọc sẽ là size 39. Ngang 34 và dọc là 39. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đây sẽ là phần mặt của chiếc đồng hồ này. Tình trạng máy hoạt động rất là tốt. Có hỗ trợ thêm cả cơ quạt tay nữa. Về bộ máy bên trong thì ngay trên màn hình đây chính là bộ máy của chiếc đồng hồ này nha các bác. Đây máy nguyên bản của Entenamatic này, tự động. Máy rất là sáng và đẹp nha. Em này thì đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi ạ. Các bác quan tâm muốn sở hữu và sưu tầm chiếc đồng hồ máy tự động mỏng đầu tiên trên thế giới này thì các bác có thể chốt đơn cho em nha. Số điện thoại Zalo em đã ghi ở bên ngoài màn hình 0936050424 ạ. Chốt đơn mã số 1 với giá là 3.980.000. Cửa hàng có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất, các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nhé. Và đặc biệt các bác lần đầu biết đến kênh thì đừng quên là ấn đăng ký kênh để các bác có thể nhận được thông báo và đón xem các video của cửa hàng một cách sớm nhất ạ. Rồi tiếp tục qua chiếc số 2 này. Vẫn là một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Entenamatic, một em form cổ nha các bác. Ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bác hai sự lựa chọn, vỏ thép và vỏ bọc vàng này. Em này thì vỏ bên ngoài là vỏ được bọc vàng 10K Goldfield ạ. Đó, vỏ vàng rất là sáng bóng và đẹp nha, thuộc thương hiệu cao cấp của Thụy Sĩ. Màu mặt hồng, cọc số dạng mũi tên đan xen với lại số học trò như thế này. Chiều ngang em này là 34 và chiều dọc tính ra chân càng thì sẽ là size 43 nhé. Đáy thép này. Ở đây có chuyện là vỏ vàng 10K nhé. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó. Thân vỏ vàng trông có một cái nét rất là cổ điển cũng như là sang trọng. Vỏ rất là đẹp luôn nhé. Mở máy này. Rồi và đây là bộ máy bên trong của chiếc Entenamatic này. Đó, các bác có thể thấy là một bộ máy cơ tự động rất là độc đáo của thương hiệu này, với 17 chân kính. Đó. Phía dưới mặt đáy ở đây thì có khắc chuyện tên thương hiệu cũng như là vỏ vàng 10K cũng được chuyện ở phía mặt bên trong này. Tình trạng máy chiếc này thì hoạt động tốt nha. Đó, vành tóc gai cổ điển. Em này cũng zin nguyên bản từ phần móc khóa luôn nha. Đó, ngày hôm nay mang đến cho các bác hai chiếc antenna mà gọi là quá là siêu phẩm luôn ạ. Zin nguyên bản từ phần dây khóa. Tình trạng máy hoạt động tốt, đã được lau dầu. Em này máy cơ tự động và ngoài ra thì cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nhé. Bác nào thích vỏ thép thì chốt đơn mã số 1, còn thích vỏ vàng
bọc vàng thì chốt đơn cho em mã số 2, có giá là 3.860.000. 3.860.000 nha các bác. Chốt đơn em mã số 2. Chiếc số 3 này Technot Archidis. Thương hiệu Technot đến từ Thụy Sĩ, thuộc nằm trong bộ sưu tập Technot Skyline. Chiếc đồng hồ này cũng sở hữu một cái màu mặt xanh rất là đặc trưng của cái phiên bản này. Cọc số trải tia và có một ô cửa ly góc 3 giờ. Nó đặc biệt là thiết kế phần mặt kính chém góc cho nên là tạo hiệu ứng bắt sáng cực kỳ đẹp cho phần mặt nha. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ, nốm zin này. Đó, mặt đáy có khắc tên biểu tượng thương hiệu Technot ở đây. Chiều ngang size mặt 35 và chiều dọc sẽ là 39. Bộ máy cơ tự động có hỗ trợ thêm cả con tay, đó, nốm zin nguyên bản. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Technot Thụy Sĩ zin toàn bộ 100%. Đó, về bộ máy bên trong thì đây chính là bộ máy của chiếc Technot này nha các bác. Em này thì máy cái phần bánh đà vàng. Đây là một bộ máy cơ tự động với 25 chân kính các bác ạ. 25 chân kính nha. Zin nguyên bản từ phần dây khóa luôn, tình trạng hoạt động tốt. Các bác quan tâm chiếc đồng hồ này chốt đơn em mã số 3 với giá là 2 triệu 580 nghìn. 2 triệu 580 nghìn ạ, mã số 3. Tiếp tục qua chiếc số 4 này, Tugarit, một em đồng hồ cơ cổ đến từ Thụy Sĩ. Đây là một chiếc Tugarit với form mặt vuông tivi rất là độc đáo. Thiết kế mặt hai lòng, có một ô cửa ly góc 3 giờ nhé. Chiều ngang size 37 và chiều dọc sẽ là size 39 ạ. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài của chiếc này sẽ là vỏ thép không gỉ. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu này. Đó. Mặt hai lòng, có một lịch. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Đây là phần mặt của chiếc Tugarit này. Máy cơ tự động nha. Tình trạng hoạt động rất là tốt. Máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi ạ. Tugarit tự động Thụy Sĩ. Ngày hôm nay đến với cửa hàng Kiên thì Zalo các bác. Chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ là tốt luôn nha. Đó, chỉ với 1 triệu 380 nghìn thôi là các bác có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc đồng hồ máy cơ tự động đến từ Thụy Sĩ rồi. Các bác chốt đơn cho em chiếc này với mã số 4 nhé. Mã số 4 này, 1 triệu 380 nghìn. Rado Mackenzie, Thụy Sĩ. Thương hiệu đồng hồ Rado thì chắc hẳn là các bác cũng rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Một thương hiệu lớn và rất là nổi tiếng của Thụy. Phiên bản đa đội Mackenzie này thì nó sẽ là một cái form mặt vuông cạnh bầu. Cọc số dạng khối, có cài đá đen và một ô cửa ly góc 3 giờ nhé. Chiều ngang size 37 và chiều dọc tính ở chân càng thì sẽ là size 30, size 39 ạ. Đó. Em này thì thân vỏ thép, mặt đáy có biểu tượng radio ba cá ngựa ở đây và phần nốm nguyên bản của đồng hồ. Dây khóa thì sẽ là dây lụa nhé. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó. Form cực kỳ là nam tính luôn. Có hỗ trợ thêm cả cơ quan tay nữa, rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng nhé. Rado Mackenzie tự động Thụy Sĩ. Bộ máy bên trong này. Em này máy đẹp xuất sắc luôn nha các bác. Rất là sáng mà nhìn các bác nhìn này. Một bộ máy hàng cổ thế nhưng mà không khác gì hàng nót luôn. Đó, các bác nhìn máy rất là đẹp và sáng nhé. Không có một vết bụi cũng như là một vết xước nào xuất hiện ở bên trong này nữa. Tình trạng máy hoạt động rất là tốt. Em này đã được lau dầu và căn chỉnh rồi. Đó. Chốt đơn cho em chiếc này. Mã số 5 có giá là 2 triệu 380 nghìn. 2 triệu 380 nghìn nhé. Mã số 5. Số 6 này. Technot Super Crown. Chiếc Technot hàng cao cấp của Thụy Sĩ. Form mặt rất là vuông vắn, size ngang 37 và chiều dọc sẽ là 43 này. Mặt kính chém góc, cọc số dạng khối và có một ô cửa ly góc 3 giờ ạ. Em này thì nốm zin này. Mặt đáy bát quái có khắc tên cùng với biểu tượng thương hiệu ở đây. Đó.
Trên này máy tự động và có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nhé. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Technos Super Crown. Vỏ thép không gỉ. Máy cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả có tay. Về bộ máy bên trong thì ngay trên màn hình đây chính là bộ máy của chiếc Technos này. Đó, vành tóc gai nha, bộ máy tự động với 30 chân kính. Em này máy còn rất là sáng và đẹp luôn nha các bác. Máy này. Bộ máy 2472. Đây là một bộ máy tự động nguyên bản của Technos. Máy 2472. Mã số 6 có giá là 2 triệu 880 nghìn. 2 triệu 880 nha mã số 6. Rồi mã số 7, Technos Kaiser, máy cơ tự động của đồng hồ Thụy Sĩ ạ. Một mặt xanh, mặt kính chém góc, cọc số dạng khối và có một ô cửa lấy góc 3 giờ. Với chiều ngang size 36 và chiều dọc sẽ là 40. Thân vỏ thép, nốm zin này, dây khóa zin và mặt đáy bát quái có khắc tên cùng với biểu tượng Technos ở đây. Thân vỏ thép không gỉ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Một chiếc Technos với màu mặt xanh rất là ấn tượng. Đó, cọc số. Máy cơ tự động và em này thì có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nha. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa đấy ạ. Về bộ máy bên trong này. Đó. Bộ máy tự động 25 chân kính với phần vành tóc gai cổ điển. Máy trước này là máy 2632 nha. Cũng là một bộ máy ETA. Máy ETA của Thụy Sĩ. Technos Kaiser. Zin nguyên bản từ phần dây khóa này. Chốt đơn cho em nha các bác mã số 7 với giá là 2 triệu 680 nghìn cho chiếc đồng hồ này. 2 triệu 680 nghìn. Coslavin de Lucy, máy cơ có tay 23 Jewel của đồng hồ Liên Xô. Chiếc Coslavin với màu mặt đen bao công, cọc số là mã, size mặt 35. Đây là một form máy cơ siêu mỏng cho các bác này. Vỏ vàng. Mặt đáy có khắc tên tựa Coslavin ở đây, đáy thép nha. Em này vỏ vàng rất là đẹp luôn các bác ạ. Sáng bóng nguyên vẹn theo thời gian luôn. Em lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Costavin de Lucy mã số 8. Zalo các bác với giá là 1 triệu 480 nghìn em này. 1 triệu 480 nha. Số 9 này, Du Phong Tơ. Du Phong Tơ là một trong 4 cái dòng đồng hồ chính của thương hiệu đồng hồ Lucien Picard. Lucien Picard thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ. Đó, form trứng nha, khá là cổ điển. Số trải tia và có hai ô cửa lấy góc 3 giờ. Em này thì thân vỏ bên ngoài toàn bộ là vỏ bọc vàng và một vài vị trí đã lên màu bã trầu tía rất là đẹp như này. Đáy thép ở đây có khắc tên thương hiệu cùng với các thông số máy này. Chiều ngang size 33 và chiều dọc sẽ là size 38 nhé. Một cái form cổ chuẩn luôn nha các bác này. Em đeo lên tay các bác cùng ngắm ạ. Đô Phong Tơ Lucien Picard, máy cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả cơ có tay. Đó. Thân vỏ vàng. Mã số 9 có giá là 2 triệu 580 nghìn. 2 triệu 580 nghìn nha, mã số 9. Tiếp tục chiếc số 10, Technos Bodazone 3. Tiếp nối sự thành công của hai phiên bản Technos Bodazone 1 và Technos Bodazone 2 thì vào đầu những năm thập niên 60, Technos đã cho ra mắt phiên bản Technos Bodazone 3 này. Thiết kế mặt 3D rất là độc đáo. Cọc số dạng khối có cài đá đen và một ô cửa lấy góc 3 giờ nhé. Chiều ngang size 37 và chiều dọc sẽ là 38. Một bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này.
Technobodazol. Đó, vỏ đá nha. Đây là vỏ đá. Nốm zin. Mặt đáy có khắc biểu tượng tên thương hiệu Technot ở đây. Đáy thép các bác nhé. Vỏ gốm cực kỳ đẹp luôn ạ. Mã số 10. Em này giá là 2 triệu 180 nghìn. Cái dòng vỏ gốm này là một cái phát minh rất là mới vào đầu những năm thập niên 60 các bạn. Rồi 11 lên cho bác một chiếc Pondrot máy cơ có tay 17 Jewel của đồng hồ Liên Xô ạ. Nhắc đến đồng hồ Liên Xô thì không thể nào mà bỏ qua thương hiệu Pondrot được rồi đúng không ạ? Đây là một chiếc Pondrot vỏ thép nha. Hơi lấm tấm với thời gian, khá là cổ điển. Đó. Có lịch. Số là mã, size mặt 30 năm. Hàng sưu tầm cho các bác. Trên này máy cơ có tay với 17 chân kính này. Bạn nào muốn sưu tầm chốt đơn em mã số 11 nha. 580.000. Em này 580.000 mã số 11, hàng sưu tầm thương hiệu Pondrot đến từ Liên Xô. Mã số 2 một em Vostok máy cơ có tay 17 chân kính. Em này bọc vàng ao 5 có chuyện này. Các bác nhìn cái vỏ vàng này. Úi dồi, đẹp xuất sắc luôn. Đáy thép, vỏ vàng ươm. Phong cách thì nói chung là rất là độc đáo rồi, lạ mắt. Rất là chất luôn. Dày 10 ly. Đó, chiều ngang size mặt 37 và chiều dọc sẽ là 43. Màu mặt đỏ, số trải tia và có lịch cóc 3 giờ nha. Em này là máy cơ có tay 17 chân kính. Mặt hơi lấm tấm với thời gian, khá là cổ điển một chút. Đó, thương hiệu Vostok. Cho đến tận ngày hôm nay thì Vostok vẫn là một thương hiệu rất là lớn và nổi tiếng ở khu vực của Nga. Đó. Mã số 12 nha. Chiếc này giá 1 triệu 080 nghìn. 1 triệu 080 nghìn nhé. 13 một em Pondrot cổ. Mặt đã lên dầu. Em này là một cái màu mặt vàng nha. Cọc số dạng khối. Thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng đã lên màu bã trầu. Chiếc này thì có chị ở đây là được bọc vàng ong 20 các bạn ạ. Vỏ bọc vàng ong 20. Đó, đáy thép này. Chiều ngang của chiếc Pondrot này là 34 và chiều dọc tính ở chân càng sẽ là size 41. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính. Em đeo lên tay này. Pondrot 17 Jewel, mã 13, giá 1 triệu 380 nghìn. 1 triệu 380 nghìn, chốt đơn em mã 13 cho em nha. 14 tiếp tục vẫn là một chiếc Pondrot. Em này máy cơ có tay 23 chân kính ạ. Mặt tràn viền, màu mặt trắng, cọc số chấm bi và có một ô cửa lịch. Size 36 nhé. Thân vỏ bên ngoài của chiếc này là vỏ vàng này. Đáy thép. Đó. Form lớn dễ đeo, lên tay. Mã 14 có giá là 1 triệu 480 nghìn nha. Mã 14. 15 sẽ là một em Vostok, máy cơ có tay 18 chân kính. Vostok của Liên Xô, thân vỏ vàng. Bọc vàng ao 5. Đó. Đáy thép. Form rất là mềm mại, mặt đã lên dầu rồi ạ. Chiều ngang size 34 và chiều dọc trên này là 41. Ngang 34 và dọc là 41. Bộ máy cơ có tay với 18 chân kính ạ. Có lịch cóc 3 giờ nha. Vostok mã 15 giá 1 triệu 080 nghìn. 1 triệu 080 nghìn mã số 15. 16 một chiếc Senko 5 chặt góc. Đó, Senko 5 chặt góc. Mặt đen viền vàng và có lịch nha. Chiều ngang size 34 và chiều dọc sẽ là 39 này. Thân vỏ thép. Vỏ thép. Đó. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu Senko ở đây. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Senko 5 nha. Trước đây là lịch xe. Lịch xe. Kéo núm lại bên ngoài và chỉnh lịch. Các bác quan tâm chốt đơn em. Chiếc này giá là 650.000. Mã số 16. 16 nhân 650. 17 một chiếc Pondrot. Em này size lớn nha. Các bác cổ tay to đeo ok này.
Chiều ngang size 37 và chiều dọc là 44. Mặt màu ghi, cọc số trải tia có lịch cọc 3 giờ. Máy cơ có tay nhá. Vỏ vàng này. Đáy thì sẽ là đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Ponjot 23 Jewel. Mã 17 giá 1 triệu 480 nghìn. Tiếp tục 18 một chiếc Ponjot máy cơ có tay 17 chân kính. Em này thì thân vỏ vàng, mặt đen bao công, cọc số trải tia. Thiết kế phần niềng bên ngoài với những đường xoắn thừng rất là đẹp, nổi bật. Một bộ máy cơ có tay với 17 chân kính nhá. Đây là đáy thép này. Đó, đáy thép. Ponjot size mặt sẽ là 34 không tính núm. Chốt đơn cho em chiếc này, mã 18, giá 1 triệu 180 nghìn. 1 triệu 180 nghìn nha. 19 một chiếc Elgin. Elgin máy 2 kim, thân vỏ vàng, đáy thép này. Đó. Size mặt sẽ là 34. Chiều ngang 34 và chiều dọc sẽ là 36 ạ. Máy có tay nha, máy 2 kim ạ. Đây là một chiếc Elgin của Thụy Sĩ. Các bác nhìn này, vỏ vàng đã lên màu bạc trầu cực kỳ đẹp như thế này. Đấy. Elgin này, một chiếc Elgin cổ, mặt kính phẳng nha các bác. Em này cái form của nó rất là mỏng gọn như thế này, rất là mỏng luôn. Mã 19 giá 1 triệu 480 nghìn. 20. Raketa, một chiếc Raketa mặt đỏ huyết, số học trò và có một ô cửa lịch góc 3 giờ này. Em lấy máy cơ có tay 17 chân kính. Thân vỏ vàng, một vài vị trí đã lên màu bã trầu. Em này bọc vàng au 10, có triện, đáy thép. Size mặt ngang 34 và chiều dọc tính ở chân cà sẽ là size 41. Một bộ máy cơ có tay 17 chân kính. Đó, Paqueta. Mã 20 nha, giá 1 triệu 180 nghìn. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của kênh đồng hồ Kim Đồ Cũ. Mọi thông tin chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình ạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo nhé.